Chiến tranh Ả israel năm 1948 còn được gọi là chiến tranh Ả israel lần thứ nhất. Ngày 26 tháng 7 năm 1956, Gamal Abdel Nasser, tổng thống Ai Cập, tuyên bố quốc hữu hóa kênh đào Suez, châm mồi lửa cho chiến tranh Trung Đông lần thứ hai, còn gọi là chiến tranh kênh đào Suez. Chiến tranh 6 ngày tháng 6 năm 1967. Ngày 5 tháng 6 năm 2022 đánh dấu 55 năm kể từ khi nổ ra cuộc chiến 6 ngày vào năm 1967. Cuộc chiến này được coi là một bước ngoặt trong toàn bộ lịch sử xung đột Ả Rập Israel và giúp định hình quốc gia Do Thái từ đó đến nay. Chiến tranh Yom Kippur tháng 10 năm 1973, mặc dù là bên chiến thắng, nhưng người Israel lại nhớ đến chiến tranh Yom Kippur không chỉ như một mê đàn, thất bại, mà còn là thất bại tệ nhất. Thậm chí cụm từ Yom Kippur đã trở thành một từ đồng nghĩa trong tiếng Do Thái, có nghĩa là sai lầm. Chiến tranh Hamas-Israel tháng 10 năm 2023 Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 7 tháng 10 năm 2023 đã tuyên bố nước ông ở trong tình trạng chiến tranh sau khi các tay súng của tổ chức hồi giáo Hamas phóng rocket từ Gaza với Israel rồi xâm nhập khu vực này, tấn công cả binh sĩ và dân thường Israel tại đây. Thưa quý vị, Trung Đông là vùng đất đặc biệt của thế giới, vùng đất có hơn 300 triệu người, chủ yếu là người Ả Rập sinh sống. Vùng đất giao lưu giữa các nền văn minh và tôn giáo, vùng đất giao nhau giữa các châu lục, vùng đất chưa yên tiếng súng suốt 79 năm qua. Với vị trí quan trọng như vậy, Trung Đông chứng kiến rất nhiều cuộc chiến tranh lớn nhỏ đã xảy ra trong 79 năm qua. Có cuộc chiến chỉ liên quan đến hai quốc gia như chiến tranh Iran Iraq năm 1980, chiến tranh Israel, Liban vào năm 1982 có cuộc chiến liên quan đến nhiều quốc gia như cuộc chiến giữa Israel với nhiều quốc gia Ả Rập như là Ai Cập, Syria, Jordan và định hình một cách sâu sắc bản đồ địa chính trị vùng Trung Đông. Tôi biên tập viên Nga Vũ của chương trình bình luận quốc tế hôm nay với chủ đề Những cuộc chiến định hình Trung Đông sẽ đưa đến cho quý vị khán giả một cái nhìn tổng quan về vấn đề này với sự đồng hành của chuyên gia Lưu Văn Vinh. Ông là chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu các vấn đề quốc tế, thạc sĩ Lưu Văn Vinh. Xin chào chuyên gia Lưu Văn Vinh, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào quý vị, các bạn. Thưa chuyên gia, là một người đã có nhiều năm nghiên cứu, phân tích về các vấn đề quốc tế nói chung và chiến sự Trung Đông nói riêng, thì ông có đánh giá như thế nào về một số cuộc chiến định hình Trung Đông trong 79 năm qua? Chúng ta cũng hiểu một cái mảnh đất đầy tiếng súng trong suốt 79 năm qua là một mảnh đất mà giao lưu giữa các nền văn minh, giao lưu giữa các châu lục và giao lưu giữa các tôn giáo. Do vậy, cái vùng đất Trung Đông đã đã hội tụ rất nhiều những cái yếu tố, kể cả yếu tố bất ổn, những yếu tố cơ hội của sự phát triển. Và quả thực trong 79 năm qua thì Trung Đông đã chứng kiến rất nhiều thay đổi và thay đổi rất rõ về các bản đồ địa chính trị. Và Trung Đông cũng là nơi mà cạnh tranh giữa các cường quốc, cạnh tranh địa chính trị diễn ra, diễn ra rất là sâu sắc. Và trong các cuộc cạnh tranh đó, trong các mâu thuẫn đó đã nảy sinh ra các xung đột. Đấy, thì chúng ta đã biết những xung đột ở vùng Trung Đông trong 79 năm qua đã trải dài ra rất nhiều phạm vi quốc gia từ uh, Iran đến Iraq, từ Syria đến Israel, từ Jordan đến Ai Cập và rất nhiều quốc gia và có những cuộc chiến mà chúng ta đã gọi là có thể gọi là định định hình cái bản đồ địa chính trị tại Trung Đông trong suốt 79 năm qua. Thì theo thứ tự thời gian thì chúng ta cũng có thể hiểu một số cuộc chiến như sau. Thứ nhất là cuộc chiến mà chúng ta vẫn gọi là cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ nhất giữa Israel và các nước Ả Rập. Và cuộc chiến tiếp theo nữa là một cuộc chiến kênh đào Suez và gọi là cuộc chiến Trung Đông lần thứ hai. Với lý do là Ai Cập đã quốc hữu hóa kênh đào Suez và dẫn tới Israel, Anh và Pháp đã phát động một cuộc chiến. Và cuộc chiến này sau đó được Mỹ và Liên Xô ngăn chặn. Cuộc chiến thứ ba cũng rất nổi tiếng đó là cuộc chiến uh, 6 ngày năm 1967 mà cuộc chiến mà uh, thể hiện một nước uh, Israel coi uh, như là chiến đấu trên các mặt trận và đã thu được một cái kết quả rất lớn về 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 lãnh thổ uh, trong phạm vi Trung Đông. Và cuộc chiến tiếp theo nữa là cuộc chiến năm 1973. Nên cuộc chiến này thì lại có một cái sự thay đổi là uh, liên quân Ả Rập đã chủ động tấn công và cũng đã đạt được những mục đích rất lớn và qua cuộc chiến thì người Israel cũng cảm nhận được cái yếu tố an ninh của mình và gần đây nhất là cuộc chiến Hamas và Israel xảy ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và đến nay đã sắp xỉ tròn một tháng mà cuộc chiến cũng gây ra đau thương bất mát rất nhiều cho người Israel cũng như là người Palestine và có thể nói rằng với những cuộc chiến liên tục và tiếp diễn như vậy thì Trung Đông là một vùng mà rất không may trên thế giới chưa im tiếng súng và cái mùng vùng đất mà chứa đựng những mâu thuẫn chất chồng của rất nhiều tôn giáo, rất nhiều quốc gia, có những quốc gia đã được khai sinh theo nghị quyết của Liên hợp quốc và có những quốc gia đến nay mặc dù Liên hợp quốc đã đã công nhận quyền tự quyết, quyền thành lập nhà nước và vẫn chưa thành lập được được quốc gia có chủ quyền cho riêng mình như là quốc gia của người Palestine và những điều đó đã làm cho Trung Đông đến ngày nay vẫn chưa im tiếng súng. Vâng, thưa chuyên gia, theo phân tích của chuyên gia thì tại vùng đất Trung Đông để bất ổn đã có 5 cuộc chiến quy mô lớn nổ ra từ năm 1948 đến nay. Vậy thì theo ông những cuộc chiến nào đã khiến định hình vùng đất Trung Đông hiện nay? Có một thực tế chúng ta đã phân tích, trong suốt 79 năm qua thì Trung Đông đã xảy ra rất nhiều cuộc chiến và trong đó 5 cuộc chiến mà chúng ta đã nêu tên chỉ có một số cuộc chiến mà có thể nói rằng uh, trên thế giới ai cũng có thể nhắc đến và những cuộc chiến đó đã thay đổi rất rõ rệt cái bản đồ địa chính trị tại Trung Đông. Đó là cuộc chiến uh, chiến tranh 6 ngày năm 1967 và chiến tranh Yom Kippur năm 1973 và cái cuộc chiến Hamas Israel hiện nay. Thế về uh, cụ thể của từng uh, cuộc chiến mà đã định hình uh, bản đồ địa chính trị Trung Đông thì chúng ta phải quay lại cuộc chiến đầu tiên, đó là cuộc chiến uh, chiến tranh chớp nhoáng chiến tranh phủ đầu 6 ngày năm 1967 vào tháng 6 năm 1967. Thì chúng ta phải hiểu là trong cái bối cảnh năm 1967 đó, cái mâu thuẫn giữa Israel và các quốc gia Ả Rập đã đạt đến ở mức độ rất cao và hai bên đều rất nghi ngờ nhau về khả năng có thể tấn công. Đấy, thì qua những tin tức thông tin tình báo thì phía Cộng hòa Ả Rập Syria đã thu thập những thông tin và cho rằng Israel đang chuẩn bị tấn công một số quốc gia Ả Rập trong đó có Syria và Ai Cập. Và những thông tin này thì đã được chuyển cho phía Ai Cập và Ai Cập đã đã tiếp nhận thông tin và đã thẩm tra xác minh thông tin và cho rằng điều đó là có thật. Và Ai Cập đã nhanh chóng tuyên bố yêu cầu các lực lượng giữ gìn hòa bình liên quốc ở bán đảo Sinai rút khỏi và trực tiếp đưa khoảng 100.000 quân và khoảng 1.000 xe tăng đến giáp Uh, biên giới uh, của Israel. Thì trong cái bối cảnh mà uh, chuyển quân, trong bối cảnh chuẩn bị chiến tranh của một số quốc, quốc gia Ả Rập thì uh, Israel cũng không ngồi yên. Và Israel với uh, sự lãnh đạo của một bộ trưởng uh, quốc phòng mới Dayan thì đã nhận diện được những cái nguy cơ về an ninh quốc gia của 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 Israel và nguy cơ mà Israel có thể bị tấn công. Thì với những cái nghệ thuật tác chiến và với nghệ thuật quân sự của người Israel và họ đã uh, tiếp nhận xử lý các thông tin và thực tế sáng ngày mùng 5 tháng 6 năm 1967 thì Israel đã ra quyết định đánh đòn phủ đầu và Israel đã huy động tổng lực toàn bộ quân lực lượng không quân tấn công tất cả các căn cứ quân sự, tất cả các sân bay, tất cả các bến cảng của uh, của Ai Cập và trong thực tế sau một ngày thì về cơ bản toàn bộ lực lượng không quân Ai Cập đã bị uh, mất sức chiến đấu và uh, Israel đã làm chủ hoàn toàn bầu trời khu vực Trung Đông và đã nhanh chóng tổ chức các uh, sư đoàn thiết giáp, các sư đoàn bộ binh cơ giới tiến đánh uh, quân Ai Cập tại uh, bán đảo Sinai, uh, tiến đánh quân Jordani ở vùng sông Jordan và tiến đánh uh, quân uh, Syria tại vùng cao nguyên Golan. Và kết quả là trong vòng 6 ngày thì quân Israel đã chiếm được một vùng lãnh thổ rộng lớn có thể nói là gấp 10 lần diện tích của của Israel trải dài từ bắc tới nam từ cao một phần của cao nguyên Golan của của Syria sau đó toàn bộ vùng đất Jerusalem vùng đất bờ tây sông Jordan thì sau 6 ngày thì cuộc chiến đã kết thúc và cuộc chiến này đã mang lại một thắng lợi vô cùng to lớn cho 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 Israel à, cuộc chiến tranh chớp nhoáng 6 ngày năm 1967 đối với Israel là một một thắng lợi vô cùng to lớn và đã khẳng định Israel là một cường quốc tại khu vực và các nước Ả Rập đặc biệt là Ai Cập và Syria và Jordan đã chịu những thất bại nặng nề kể cả về thiệt hại về nhân mạng, kể cả thiệt hại về về quân số, về trang thiết bị, vũ khí và có thể nói thế giới Ả Rập đã đứng trước một một thất bại Vô cùng to lớn Mà thất bại đó uh, lớn nhất từ trước tới nay uh, Vâng thưa chuyên gia Nếu như nói uh, cuộc chiến 6 ngày đó Là lý do khiến cho Israel Hiện tại là uh, dường như là một quốc gia Mà đứng một mình một chiến tuyến Ở Trung Đông có chính xác không ạ uh, Sau khi chiến thắng vang dội Tại cuộc chiến 6 ngày Thì có thể nói Israel xuất hiện trên bàn cờ ở Trung Đông Như là một cường quốc khu vực Và có thể đè bẹp tất cả Các lực lượng vũ trang của các nước Rập liên kết lại, thì đây là một hiện tượng rất đặc biệt. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu, đằng sau Israel đó là một sự hỗ trợ không giới hạn của Mỹ. Và quan hệ giữa Mỹ và Israel thì chúng ta phải hiểu đó là một quan hệ hết sức đặc biệt. Mặc dù không nằm trong thành viên khối NATO, nhưng Mỹ và Israel có hiệp ước an ninh và có cảm nhận rằng Israel gần như là đại diện cái lợi ích, đại diện cái quyền lợi của Mỹ tại khu vực Trung Đông. Mà khu vực Trung Đông thì như chúng ta đã phân tích, ấy, từ năm 60 tiếp đến những năm 70 và những năm 80, đó là khu vực mà, mà, mà cực kỳ quan trọng đối với thế giới, cực kỳ quan trọng đối với kinh tế thế giới thông qua cái vấn đề uh, lĩnh vực dầu mỏ khí đốt. Và do vậy, cái sự chiến thắng của Israel trong chiến tranh 6 ngày năm 1967 đã đặt Israel một cái vị thế rất là có lợi trong cái bàn cờ, trong cái ván cờ địa chính trị Trung Đông. À, vậy thì còn cái hành động mà Israel đã chiếm được rất nhiều vùng đất trong cuộc chiến 6 ngày này, đây có phải là khởi nguồn cho những xung đột về sau này của khu vực Trung Đông không ạ? Thì cái cuộc chiến năm 1973 vào tháng 10 vẫn theo người Israel thì gọi là cuộc chiến Yom Kippur thế còn người Ả Rập thì gọi là cuộc chiến Ramadan thì vào cái tháng Ramadan và thực tế thì người Ai cập cho rằng đây là cuộc chiến mang mật danh là chiến dịch bát thế thì sau khi đã tính toán những thời điểm hợp lý là cái cái lễ rửa tội của người người Do Thái thì quân đội Ai cập đã bất ngờ tấn công toàn bộ cái khu vực phía nam bán đảo Sinai và cùng với Syria đã tấn công ở phía bắc của cao nguyên Golan và cái sự tiến công ban đầu của của Ai cập trên tất cả các các mặt trận từ mà, mà biển đến trên không và trên bộ hàng trăm máy bay đồng loạt xuất kích ở dưới mặt đất thì hàng trăm xe tăng coi như tiến hành đột kích và các tàu chiến từ biển địa trung hải tấn công vào, vào Israel và thực sự Israel đã hoàn toàn bị bất ngờ với cuộc chiến này và có những thời điểm trong vòng một tuần đầu tiên Israel đã mất khoảng 400 xe tăng và khoảng gần 50 máy bay và đã tạo ra một cái sự hoảng hốt cực kỳ to lớn đối trong cái bộ máy chính quyền của Israel. Và bà Thủ tướng Messer đã từng nghĩ rằng có thể phải sử dụng bom nguyên tử để mới chống trả được cuộc chiến này. Và cái cuộc chiến này còn đặc biệt hơn nữa, sau khi quân đội Syria và quân đội Ai Cập tấn công Israel, thì đồng thời các nước khác của khối Ả Rập trong tổ chức xuất khẩu dầu dầu mỏ OPEC tiến hành cấm vận dầu mỏ đối với Mỹ và châu Âu là tạo ra một cái, 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 cái cú choáng váng rất lớn đối với kinh tế của Mỹ và châu Âu thời điểm đó. Giá dầu lập tức tăng từ 3 đô lên 12 đô, có nghĩa là gấp 400% và tạo ra một cái sự không khí hết sức là là hoang mang, hết sức là bối rối của Mỹ và phương Tây đối với cuộc chiến này. Thì trước cái, trước cái tình hình đó thì một mặt Mỹ đã lập một cầu hàng không trực tiếp vận chuyển hàng chục nghìn tấn, uh, tấn vũ khí, trang thiết bị uh, cho Israel để, 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 để ngăn chặn cái đợt tấn công bất ngờ của, của Liên quân uh, Ai cập và Syria. Đồng thời cử ngoại trưởng thời điểm đó là ông uh, Henry Kissinger bay sang Moscow gặp nhà lãnh đạo Liên Xô uh, Brezhnev để bàn cái việc ngăn chặn cuộc chiến và chuẩn bị cái dự thảo uh, của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc uh, đình chiến này. Thì sau đó thì quân đội Israel đã tái tổ chức lại và đã ngăn chặn được đà, đà tấn công ban đầu và có chiều hướng phản công trở lại. Thì cái đấy, cuộc chiến nó đã xoay chuyển. Và đến đầu tháng 11, thì sau khi đạt được những lợi ích to lớn về về vấn đề tạo ra yếu tố bất ngờ và tạo ra cái sự, sự, sự thắng lợi về chiếm lại được một phần rộng lớn của diện tích ở bán đảo Sinai, thì Ai Cập cũng có tín hiệu là, là, là đàm phán và ngừng chiến. Sau khi có sức ép của Mỹ và Liên Xô, thì Israel cũng phải chấp nhận đình chiến và đến ngày 11 tháng 11, thì sau hơn một tháng, thì cuộc chiến đã đã chấm dứt. Mặc dù cái sự thiệt hại của hai bên cũng vô cùng to lớn, kể cả về phía Israel, kể cả về phía Syria và phía Ai cập, nhưng Israel qua cuộc chiến này đã cảm thấy rằng là an ninh quốc gia của Israel vẫn có thể gặp nguy hiểm. Và hơn thế nữa, lần đầu tiên trong cuộc chiến Trung Đông thì vấn đề kinh tế, vấn đề dầu mỏ đã can thiệp vào cuộc chiến và cũng tạo ra một 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 một, một cái đòn bẩy rất lớn cho người Ả Rập nói chung và người Syria và người Ai Cập nói riêng trong cuộc chiến này và cuộc chiến này cũng đã xoay chuyển và cũng đã định hình lại lại bản đồ địa chính trị của Trung Đông và hệ quả của cuộc chiến này thì sau 6 năm Ai Cập và Israel đã ký hiệp định hòa bình tại trại David của Mỹ dưới sự trung gian của tổng thống Jimmy Carter. Thì đấy có nghĩa là những những cái cuộc chiến mà nổi bật mà khốc liệt đã tạo ra những cái sự thay đổi và định hình cái bản đồ địa chính trị của Trung Đông và Ai Cập là một quốc gia đầu tiên của liên đoàn ả rập đã ký hiệp định hòa bình với israel đấy là một sự đột phá mà không ai nghĩ rằng làn danh đỏ này có thể vượt qua và thực tế sau khi ký hiệp định hòa bình ai cập còn bị khai trừ ra khỏi liên đoàn ả rập và rất nhiều quốc gia cắt đứt quan hệ ngoại giao với ai cập Nhưng nhưng lịch sử đã cho thấy con đường đó sự lựa chọn đó là có phần hợp lý và thời điểm hiện nay thì không chỉ riêng ai cập và rất nhiều quốc gia Ả Rập khác đã tiến hành bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Ờ, vâng, thưa chuyên gia, chuyên gia vừa chia sẻ rằng cuộc chiến năm 73 cũng là một bất ngờ đối với Israel và dường như cuộc xung đột ngày 7 tháng 10 năm 2023 cũng lại tiếp tục là một yếu tố bất ngờ nữa đúng không ạ? Tôi đã từng phân tích cơ quan tình báo Israel rất nổi tiếng, và cơ quan tình báo Mỹ cũng rất nổi tiếng và các nước khác đồng minh và đối tác của của Israel. Nhưng thời điểm đó. Ngoại trưởng Mỹ Bill Clinton và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ lại có một nhận định hơi khác. Khi hai ông cho rằng Trung Đông bình yên hơn rất nhiều, nhưng thực tế không phải. Trung Đông đang đứng trước những cơn bão. Và cuộc chiến ngày 7 tháng 10 năm 2023 đó là một cơn bão điển hình. Thế thì phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ngay bên cạnh Israel và quá trình tập luyện, huấn luyện thực binh rất nhiều mà Israel không hề phát hiện được. Thế thì nếu nói về góc độ phản gián như tôi đã từng phân tích thì phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã đạt một cái đỉnh cao rất lớn và các cơ quan đặc biệt ở trên thế giới chắc chắn sẽ phải nghiên cứu những cái thành công và những cái cái cái, cái kết quả mà mà cái hoạt động phản gián của của Hamas đã đã thực hiện trong trước khi mở ra chiến dịch. Thế còn về chiến dịch Xảy ra thì chúng ta đã biết xuất phát từ từ sáng mùng 7 tháng 10 năm 2023 và uh, Hamas đã tấn công vào các vùng biên giới Giáp Israel uh, kể cả ba mặt trên bộ, trên không và trên biển. Và tấn công một số căn cứ quân sự, uh, tấn công một số khu định cư, uh, tấn công một số khu uh, vui chơi giải trí của người Israel và gây thiệt hại rất nhiều cho người Israel theo con số không đầy đủ đầy đủ thì đã khoảng độ 1.200 người Israel thiệt mạng và khoảng hơn 200 người đã bị bắt làm con tin và chúng ta đã biết những trận tấn công vô cùng khốc liệt của Israel trên bằng đường biển đường không và đường bộ vào giải Gaza trên diện tích có khoảng hơn 300 km vuông với hơn 2 triệu người Palestine sinh sống và những cái thiệt hại vô cùng thảm khốc đã xảy ra sự thiệt hại về nhân mạng này cũng gây choáng váng cho toàn thế giới kể cả Liên Hợp Quốc kể cả các quốc gia uh, châu Âu và các quốc gia khác thậm chí kể cả về chính quyền Mỹ cũng đã uh, không ủng, ủng hộ những cái cái sự thiệt hại to lớn um, về dân thường mà Israel đã gây ra đấy Thế thì uh, cuộc chiến đó đã trải qua những giai đoạn và có thời điểm đã uh, tạm ngừng tiếng súng và sau đó thì tiếp tục cuộc chiến đã, đã nổ ra và đến thời điểm hiện nay đã tròn một năm nhưng kết quả mà Israel đặt ra vẫn chưa đạt. Thứ nhất là hủy diệt Hamas, thứ hai là giải cứu con tin thì không thành công. Và gần đây nhất thì dư luận cũng rất là choáng váng với 6 con tin đã bị thiệt mạng và cái điều đó lại càng càng ở góc độ về cộng đồng quốc tế lại càng khẩn thiết đòi hỏi có một cái lệnh ngừng bắn trên cái mảnh đất mà 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 mà, mà uh, chiến tranh tàn khốc này. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, với vị trí là vùng đất đặc biệt của thế giới, vùng đất giao lưu giữa các nền văn minh và tôn giáo, vùng đất giao nhau giữa các châu lục. Ngoài ra, Trung Đông còn là vùng đất cạnh tranh địa chính trị, cạnh tranh chiến lược sâu sắc của các cường quốc kể từ khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc đến ngày nay. Xin mời chuyên gia cùng quý vị khán giả theo dõi một phóng sự ngắn sau đây của chúng tôi về vùng đất đặc biệt này. trên thực tế căng thẳng vẫn luôn nóng giữa israel và những người palestine sống tại đông jerusalem gaza và bờ tây khu vực gaza hiện do phong trào hồi giáo hamas theo đường lối kháng chiến của palestine quản lý lực lượng này từng giao tranh quân sự nhiều lần với israel israel và ai cập siết chặt các đường biên giới với gaza để ngăn chặn nguồn cung vũ khí cho hamas trong khi những người palestine ở gaza và bờ tây nói họ khổ sở với chính quyền israel israel lại nói họ chỉ đang hành động để tự vệ trước bạo lực của Palestine. Căng thẳng leo thang kể từ đầu tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo vào trung tuần tháng 4 năm 2021, khởi đầu từ những xung đột giữa cảnh sát Israel và người Palestine tại đền Al-Aqsa. Việc đe dọa trục xuất các gia đình Palestine ở đông Jerusalem cũng khiến xung đột giữa hai bên bị đổ thêm dầu. Các mâu thuẫn chính trị là gì? Có một số vấn đề mà Israel và Palestine không thể đồng thuận như cách hành xử với người tị nạn Palestine, các khu định cư của người Do Thái tại các khu vực bờ Tây nên để nguyên hay phá bỏ? Hai bên có nên chia sẻ Jerusalem không? Và vấn đề then chốt nhất, có thể thành lập một nhà nước Palestine bên cạnh nhà nước Israel không? Các cuộc đàm phán hòa bình đã được bắt đầu và kết thúc trong hơn 25 năm qua, song tới nay vẫn chưa thể giải quyết xung đột. Tương lai nào cho vấn đề Israel Palestine? Nói ngắn gọn, đây là vấn đề sẽ không thể giải quyết sớm kế hoạch hòa bình gần đây nhất do chính quyền mỹ dưới thời cựu tổng thống donald trump soạn thảo một kế hoạch mà thủ tướng israel ông benjamin netanyahu gọi là thỏa thuận thế kỷ cũng đã bị người palestine từ chối vì cho rằng thiên lệch bất cứ một thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai nếu có cũng sẽ phải nhận được sự đồng thuận của hai bên trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp và cho tới lúc đó các xung đột israel palestine sẽ vẫn còn tiếp diễn Vâng, thưa chuyên gia, qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy lịch sử hơn 100 năm xung đột ở khu vực Trung Đông. Vậy thì chuyên gia có nhận định như thế nào? Thì chúng ta cũng phải hiểu khu vực Trung Đông như như phân tích là ngã ba của của thế giới, tiếp cận các châu lục châu Á, châu Âu và châu Phi. Và Trung Đông cũng là nơi mà các tôn giáo đã đã gặp nhau ở đây và Trung Đông vẫn là một cái nơi mà có thể nói là chứa đựng những tranh chấp và chứa đựng những cái mâu thuẫn rất lớn và không chỉ trong vòng 100 năm và kể cả trước kia đấy thế thì trong vòng 100 năm thì dưới sự đô hộ của người anh thì cái mảnh đất Palestine này cũng đã uh, xảy ra rất nhiều cái cuộc đấu tranh mà đòi độc lập và sau đó thì xuất hiện cái nhu cầu về việc thành lập nhà nước riêng cho người người do Thái uh, thì ở khu vực uh, Trung Đông thì dưới nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì đã chấp nhận là thành lập nhà nước Do Thái tại một phần của mảnh đất của Palestine và việc đó đã được triển khai từ phía cho nhà nước Israel nhưng còn người Palestine, nhà nước Palestine thì lại chưa thực hiện được. Do vậy, cái mâu thuẫn đó đã nó xuất phát từ những những âm ỉ trong thời anh đô hộ và tiếp nữa là kể cả sau chiến tranh thì cũng đã là cộng hưởng của rất nhiều yếu tố về lịch sử về mặt tôn giáo và đã tạo nên cái sự bất ổn này. Vâng thưa chuyên gia, vậy thì chuyên gia đánh giá như thế nào về việc đã hơn một năm trôi qua chiến sự mà mục tiêu của Thủ tướng Netanyahu vẫn chưa đạt được? Chúng ta cũng phải hiểu thế giới thay đổi rất nhiều và cuộc chiến của của ở Trung Đông cũng đã thay đổi rất nhiều và bị tác động rất nhiều bởi với những thay đổi đó, sức mạnh của Israel Uh, cũng không phải đã giải quyết được tất cả những yêu cầu mà Israel mong muốn. Nếu đặt bối cảnh của cuộc chiến này 50 năm trước thì có thể người Israel sẽ giải quyết một cách không quá dài. Nhưng bước sang thế kỷ 21 với cái sự chuyển động và sự thay đổi vô cùng to lớn trên thế giới nên cái việc uh, mục tiêu đặt ra hủy diệt Hamas cũng thực sự cũng khó thành công và người Israel cần phải có một cách tiếp cận khác. Còn nếu không thì mục tiêu chính hủy diệt Hamas không đạt, uh, giải phóng uh, con tin cũng không đạt và Israel sẽ thiệt hại rất lớn và mất uy tín trên trên trường quốc tế. Cái đấy là một thực tế và người Israel cần phải nhận diện rằng là thế giới đã thay đổi, cuộc chiến đã thay đổi, cách tiếp cận của Israel đối với cuộc chiến này cũng phải thay đổi chứ không có uh, áp dụng một cái tư duy mà 50 năm trước người Israel đã thực hiện trên cái mảnh đất Trung Đông. Vâng thưa chuyên gia, với bối cảnh tình hình như hiện nay thì theo chuyên gia lối đi cho Israel là gì? Thực sự Israel đã đứng trước một bài toán hết sức là an giải. Với cái tư tưởng bách chiến bách thắng của mình thì nghĩ rằng là kể cả quân đội chính quy một số quốc gia Ả Rập khó có thể địch được Israel. Nhưng thực tế một phong trào Hồi giáo vũ trang phi nhà nước như là Hamas, như là Hezbollah, như là Houthi vẫn có thể đương đầu với Israel trong thời điểm hiện nay. Đây là một điểm hết sức khác biệt mà cuộc chiến Hamas Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã đặt ra, khác rất nhiều so với các cuộc chiến khác. Càng ngày thì cái sự phản đối, dư luận phản đối Israel trên các nước trên thế giới càng lớn và cái điều đó tạo ra áp lực cực cực nặng nề đối với Thủ tướng Netanyahu. Hơn thế nữa, trong nội bộ thì cái dư luận đòi hỏi phải có thỏa hiệp để giải phóng Quan tin cũng vô cùng vô cùng mạnh và thực sự là Thủ tướng Israel cũng đứng trước một một cái cái, cái 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 quyết định hết sức là khó khăn. Hơn thế nữa, ngay trong cái nội các chiến tranh của Israel, gồm Thủ tướng, gồm Tổng tham mưu trưởng, gồm Bộ trưởng Quốc phòng cũng có những quan điểm khác nhau về cách thức tiến hành chiến tranh và cách thức quản lý giải Gaza sau chiến tranh, cách thức tái thiết Gaza sau chiến tranh và cái sự hiện diện của của quân đội Israel tại giải Gaza có cần thiết hay không cần thiết. ông Netanyahu thì cương quyết là phải đòi hỏi có một sự hiện diện của quân đội Israel tại giải Gaza, đặc biệt là giải hành năng Philadelphi. Nhưng mà thực tế không phải ai cũng đã, đã thống nhất và đồng ý với cái quan điểm của ông, ông Netanyahu và người ta cho rằng là xuyên suốt cuộc chiến này gần một năm thì cái cách tiếp cận của ông Netanyahu vô cùng cứng rắn nhưng mà không phải đã hiệu quả thì cái đấy là một cái áp lực về bên ngoài cũng như áp áp lực về bên trong đối với chính quyền Israel và cái kết quả cuộc chiến này cũng sẽ đặt cho Israel rất những thử thách và nếu Israel không xử lý một cách tỉnh táo, không nhìn nhận cái sự thay đổi của cuộc chiến theo bối cảnh hiện thực tế thì rất có thể Israel sẽ thất bại trong cuộc chiến này. Vâng xin được cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch quân sự của Israel ở giải Gaza nhằm vào lực lượng Hamas dưới biệt danh thanh kiếm sắt đã trôi qua nhiều tháng kể từ khi nổ ra. Đây là cuộc chiến có quy mô lớn, ác liệt và kéo dài nhất kể từ khi thành lập nhà nước Israel vào năm 1948 đến nay. Cuộc chiến không những khiến cả hai bên bị thiệt hại nặng nề mà còn gây ra một thảm họa nhân đạo chưa từng có ở giải Gaza. Những hình ảnh sau đây sẽ cho quý vị và các bạn có cách nhìn rõ hơn về cuộc xung đột đang nóng nhất hiện nay tại Trung Đông. Liên Hợp Quốc, tổ chức đã nhiều lần cảnh báo về nạn đói ở Gaza, cho biết lượng viện trợ nhân đạo vào vùng đất này đã giảm 2 phần 3 Kể từ khi chiến dịch Rafa bắt đầu, cửa khẩu Rafa từ Ai Cập đã bị đóng trong nhiều tuần với một hàng dài xe tải chất đống và một số thực phẩm thối rữa dưới ánh nắng mặt trời. Chỉ có một lượng nhỏ hàng viện trợ đang đi vào qua cửa khẩu Kerem Shalom ở phía Nam và chương trình lương thực thế giới đã ghi nhận tình trạng đói kém ở trung tâm và phía Nam. Tuy nhiên, nguồn cung cấp cho miền Bắc Gaza, trước đây được giám đốc cơ quan Cindy McCain mô tả là đang trong nạn đói toàn diện, đã được cải thiện nhờ khả năng tiếp cận tốt hơn qua các cửa khẩu phía bắc wfp cho biết israel đã dỡ bỏ lệnh cấm bán thực phẩm từ israel đến bờ tây bị chiếm đóng chưa có tuyên bố chính thức nào về nạn đói ở gaza từ các cơ quan của liên hợp quốc tuyên bố như vậy phụ thuộc vào một bộ tiêu chí đo lường mức độ nghèo đói mà dân số phải chịu đựng và được đánh giá bởi phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp ipc một sáng kiến của hơn một chục cơ quan của liên hợp quốc các tổ chức khu vực và các nhóm viện trợ Dữ liệu từ cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc cho thấy 10,4% trong số 17.757 trẻ em đang được sàng lọc từ tháng 1 đến tháng 5 bị phát hiện mắc một số dạng suy dinh dưỡng, trong đó 1,7% bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng. Một số tiệm bánh đã phải đóng cửa do xung đột và thiếu ga nấu ăn. Chỉ có 11 trong số 17 tiệm trước đây hoạt động hiện đang hoạt động. Israel, quốc gia đã áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn Gaza trong những ngày đầu của cuộc chiến đã phải đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng tăng, bao gồm cả từ đồng minh Hoa Kỳ của mình để cho phép thêm viện trợ. Hoa Kỳ đã mở một cầu tàu do quân đội xây dựng ngoài khơi bờ biển Gaza vào giữa tháng 5 để giúp đẩy nhanh việc chuyển hàng cứu trợ vào Gaza, nhưng phải tạm thời dỡ bỏ sau khi một phần của công trình bị gãy. Lầu Nam Góc cho biết một số nguồn cung cấp đã vào Gaza qua cửa khẩu West Eres ở phía bắc Gaza, được mở vào tháng 5 và qua cổng 96 một điểm vào phía Bắc Gaza do quân đội Israel mở vào tháng 3. Dữ liệu của Liên hợp quốc cho thấy, ở Gaza, văn phòng nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết, gần một nửa các nhiệm vụ nhân đạo của họ ở phía Bắc và phía Nam Gaza đã được chính quyền Israel hỗ trợ vào tháng 5, trong khi những nhiệm vụ khác bị từ chối, cản trở hoặc hủy bỏ. Israel đổ lỗi cho Liên hợp quốc về các vấn đề phản đối trong giải đất này và cho biết họ đang tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo. Ngành y tế của Gaza đã bị tàn phá bởi cuộc xung đột. Với nhiều quốc gia lên án hành động của Israel tại cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào ngày 29 tháng 5. WHO cho biết chỉ có 14 trong số 36 bệnh viện của Gaza vẫn đang hoạt động và chiến dịch Rafah đã chặn việc chuyển bệnh nhân và gần như cắt đứt nguồn cung cấp y tế vào khu vực này. Các cơ quan cứu trợ đang cảnh báo về những rủi ro sức khỏe ngày càng tăng do nước thải tràn lan và thiếu nhà vệ sinh. Một số gia đình đang dựng nhà vệ sinh tạm thời và ở những khu vực khác, nước thải chảy tràn ra đường các nhân viên cứu trợ cho biết các tổ chức nhân đạo không thể cung cấp nhu cầu tối thiểu của người dân tại giải Gaza do các cuộc pháo kích của Israel khiến tình hình an ninh không được bảo đảm. Tính đến nay, đã có hơn 100 nhân viên cứu trợ của Liên Hợp Quốc bị thiệt mạng, công tác phân phối hàng cứu trợ bị gián đoạn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết Israel đã tạo ra những trở ngại to lớn trong việc phân phối hàng cứu trợ. Chiến sự leo thang kéo dài khiến tổn thất gia tăng đối với cả Israel, Hamas và Palestine nhất là người dân tại giải Gaza. Theo OCHA, đến nay, số người Palestine ở giải Gaza bị thiệt mạng đã vượt quá 33.000 người, trong đó có 9.000 phụ nữ và 13.000 trẻ em. Số người bị thương lên tới hơn 76.000 người. Con số thống kê này vẫn còn chưa đầy đủ bởi hàng nghìn nạn nhân vẫn còn đang nằm dưới đống đổ nát. Thành phố Gaza tươi đẹp nay đã trở thành đống đổ nát hoang tàn với hơn 100.000 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, 290.000 tòa nhà bị hư hại nặng. 30 bệnh viện, 150 cơ sở y tế cùng nhiều trường học bị bắn phá và phải tạm ngừng hoạt động. Hệ thống y tế và giáo dục bị sụp đổ hoàn toàn. Thiệt hại tại giải Gaza ước tính khoảng 18,5 tỷ đô la Mỹ. Vâng thưa chuyên gia, với những hình ảnh vừa rồi và với những phân tích vừa rồi của chuyên gia thì chúng ta đã thấy một Trung Đông thực sự bất ổn và dự báo sẽ tiếp tục phức tạp hơn trong thời gian tới. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về điều này? Thực tế thì sự căng thẳng, sự phức tạp của Trung, Đông như chúng ta đã phân tích đã kéo dài 79 năm và cũng chưa ai dám, chưa ai có thể lạc quan rằng sau đó sẽ bình yên. Tại vì cái mâu thuẫn giữa người ả rập và người israel vẫn còn đó và một trong những nguyên nhân một uh, cơ bản cốt lõi của mâu thuẫn đó là việc hình thành nhà nước palestine theo nghị quyết của hội đồng bảo an liên quốc vẫn chưa thực hiện được Đấy, mặc dù ngay từ đầu năm 90 tín hiệu hòa giải của hai bên uh, giữa palestine và israel đã có nhưng uh, với yếu tố tác động của mỹ ở phương tây thì cái tiến trình thành lập nhà nước palestine cũng đã rất nhiều gặp gành, rất nhiều trắc trở và đến nay vẫn chưa thực hiện được. Mặc dù về Mỹ và phương Tây vẫn cho rằng việc thành lập nhà nước Palestine là cần thiết nhưng mà không đưa ra một lộ trình, không đưa ra một cam kết rõ ràng. Do vậy, việc thành lập nhà nước Palestine vẫn còn bỏ ngỏ. Và đây vẫn là một nguyên nhân cơ bản, một nguyên nhân cốt lõi mà đối với hòa bình ổn định của, của Trung Đông. Thế ngoài ra, thì cái mối quan hệ Uh, hòa giải giữa Israel và uh, thế giới Ả Rập, đặc biệt là Azhar, Ả Rập Ả Út cũng là một yếu tố mà chúng ta cần phải tính đến. Đã có thời điểm năm 2003 có thể nói rằng hai quốc gia đã tiến rất gần đến thỏa thuận bình thường hóa. Tuy nhiên, uh, uh, cuộc chiến Hamas và Israel xảy ra đã làm gián đoạn cái quá trình này. Và uh, quá trình tiếp theo nữa thì có thể xảy ra đó là cái sự hòa giải của một số quốc gia trong trong thế giới Ả Rập thì chúng ta đã biết uh, Syria đã có một thời điểm uh, bị uh, liên đoàn Ả Rập khai trừ và uh, qua những tín hiệu hòa giải gần đây nhất thì uh, Syria đã trở lại cái gia đình của khối Ả Rập và tôi cho rằng là cái xu thế bình thường hóa của Syria với các quốc gia Ả Rập đó sẽ tiếp tục là phát triển. Thế thì ngoài ra thì uh, không thể nói đến cái vai trò và tầm ảnh hưởng của các cường quốc như chúng ta đã đã nêu do mà không chỉ hai hai cường quốc mà có thể xuất hiện đến ba cường quốc và một tổ chức đó là liên minh châu âu cũng có cái ý đồ cũng có cái tham vọng ừ, xác lập cái tầm ảnh hưởng tại khu vực trung đông thì với các yếu tố kể trên thì tôi cho rằng ừ, trung đông trong thời gian trước mắt cũng chưa thể có những tín hiệu lạc quan về hòa bình và ổn định và vẫn có xung đột vẫn có cạnh tranh thậm chí là không loại trừ là có những cuộc chiến xảy ra thì chúng ta cũng đã hiểu trong thời gian vừa qua nguy cơ chiến tranh giữa Israel và Iran rất cao. Tuy nhiên, với sự cố gắng của nhiều phe, nhiều nhiều phía và nhiều bên, thì hiện nay cuộc chiến đó cũng đã tạm có thể là là, là đóng băng. Và chúng ta cũng hy vọng rằng những cái đầu óc thực tiễn, những đầu óc thực dụng trong chính trị sẽ kiểm soát được những cái tình hình bất ổn tại khu vực Trung Đông. Ờ, vâng, xin phép được hỏi thêm chuyên gia rằng. À, tại sao việc thành lập nhà nước Palestine lại khó khăn đến như vậy trong suốt một thời gian dài xung đột tại Trung Đông ạ? Thì đây là câu hỏi rất khó. Đây là câu hỏi rất khó và ngay từ năm 90 đã ý định thành lập nhà nước Palestine đến đến nay đã là khoảng 34 năm. Và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và dư luận quốc tế đều muốn có một nhà nước Palestine bên cạnh nhà nước Israel. Tuy nhiên thì người Israel lại không nghĩ như vậy và người ta cho rằng uh, như thế là một cái nhân tố mà có thể uh, gây nguy cơ uh, đe dọa an ninh của Israel và uh, cái suy nghĩ như vậy ở một phạm vi nào đó thì cũng có ở Mỹ và, và châu Âu do vậy cái tiến trình xây dựng thành lập nhà nước Palestine rất gập gành, rất chắc trở rất khó khăn và cũng là uh, nguyên nhân để phát sinh ra nhiều cái hành, đoạn, hành động cực đoan, nhiều cái hành động mà 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 ở các phe hồi giáo cực đoan, các phong trào uh, vũ trang cực đoan um, chống lại người Israel thì đấy đấy là những cái mà uh, thực tế mà chúng ta cần phải nhận diện. Còn việc uh, xử lý vấn đề này thì uh, tôi cho rằng phải có một góc nhìn rất mới, rất khác của Israel về việc thành lập nhà nước Palestine. Ngoài ra uh, cam kết của Mỹ và phương Tây cũng phải có rõ ràng và có lộ trình thì uh, khả năng thành lập nhà nước Palestine mới thành mới được và đây là một cái ngoài nổ đây là vẫn là một quả bom nổ chậm đối với an ninh hòa bình ổn định ở khu vực Trung Đông. Vâng thưa chuyên gia quay trở lại với chủ đề của chương trình ngày hôm nay là những cuộc chiến định hình Trung Đông thì chuyên gia cho biết là vai trò và tầm ảnh hưởng của các cường quốc tại khu vực Trung Đông trong 79 năm qua thì chúng ta đã phân tích mảnh đất Trung Đông là mảnh đất của cạnh tranh địa chính trị, mảnh đất của cạnh tranh chiến lược. Thế thì trước năm 2000 thì mảnh đất Trung Đông Trung Đông chủ yếu là sự cạnh tranh giữa Mỹ và Liên Xô. Mỹ xác định Trung Đông là mảnh đất có tầm quan trọng xuống còn và nằm trong lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ và Mỹ sẵn sàng thông qua Israel hoặc trực tiếp có thể sử dụng biện pháp quân sự để đảm bảo cái sự ổn định nguồn cung dầu mỏ của khu vực Trung Đông cho nền kinh tế Mỹ. Và về phía Liên Xô thì Liên Xô cũng đã xây dựng được cái mối quan hệ và cái tầm ảnh hưởng rất lớn đối với Syria, đối với Ai Cập, đối với Libya, đối với Iraq và Algeria và hai bên cũng tạo ra những sự đối trọng cũng tương đối là cân bằng. Mặc dù có những thời điểm thì cái sự ưu thế của Mỹ và Israel đã phản ánh một cách hết sức là rõ rệt, nhưng cũng có thời điểm thì cái mối tương quan, mối cạnh tranh đó cũng ở ở cân bằng. Thì bước sang năm thế kỷ 21 thì bối cảnh thế giới đã thay đổi và cái vai trò sức mạnh của Mỹ cũng đã thay đổi. Và người Mỹ cũng đã nhìn nhận rằng là cái cái lợi ích an ninh của họ ở Trung Đông có thể không được như trước nữa và với chiến lược xoay trục sang châu Á thì cái mối quan tâm của Mỹ ở ở Trung Đông đã cũng có một cái sự giảm 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 sút so với trước chứ không từ bỏ. Ngược lại thì uh, Liên bang Nga kế thừa Liên Xô thì lại tạo ra được cái thế trận, tạo ra cái vị thế về địa chiến chiến lược, địa chính trị cực kỳ lợi hại. Liên bang Nga đã có quan hệ rất tốt với Cộng hòa Hồi giáo Iran, có quan hệ với Cộng hòa Iraq và đặc biệt là Cộng hòa Syria. Và Bốn quốc gia đó đã tạo ra một cái giải hành lang chiến lược cho Liên bang Nga đi ra biển Địa Trung Hải mà có thể không phụ thuộc vào uh, eo biển Bosporus của Thổ Nhĩ Kỳ uh, lối ra biển Đen. Thì đấy là một cái vị thế cực kỳ lợi mà thậm chí vị thế của Liên bang Nga thời điểm này còn tốt hơn thời điểm vị thế của Liên Xô trước kia. Đấy. Ngoài ra thì uh, Liên bang Nga vẫn có một cái quan hệ với Israel và có thể nói rằng là vẫn có thể kiểm soát được, có thể cầm trịch được những cái diễn biến về địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Một đối tác tiếp theo nữa trong cạnh tranh địa chính trị đã xuất hiện trong những năm gần đây đó là Trung Quốc. Thì Trung Quốc từng bước thực hiện chiến lược vành đai con đường thì cũng xác định Trung Đông là một địa bàn hết sức quan trọng. Ngoài ra với một nền một nền kinh tế phát triển Uh, cao trong mấy chục năm vừa qua thì cái nhu cầu về dầu mỏ khí đốt cũng trở nên vô cùng quan trọng đối với Trung Quốc và Trung Đông là một địa địa điểm cung cấp về dầu mỏ khí đốt rất lớn cho Trung Quốc. Và Trung Quốc đã thể hiện cái tầm ảnh hưởng của mình uh, thông qua uh, quan hệ hữu hảo với các quốc gia trong khu vực. Thì trong năm 2023 thì Trung Đông cũng xuất hiện một cái yếu tố nữa đó là Ai Cập, uh, UAE và Ả à Rập Xê Út đã tham gia tổ chức các nền kinh tế mới nổi khối brics khối brics này thì chúng ta đều hiểu có một cái tầm quan trọng rất lớn của liên bang nga và của trung quốc thế thì ba quốc gia kể trên trong khối ả rập tham gia tổ chức khối các nền kinh tế mới nổi brics cũng tạo ra một cái vị thế rất tốt cho nga cho trung quốc và một số quốc gia khác tăng cường ảnh hưởng tăng cường vị thế tại khu vực trung đông và nếu không có những điều khác biệt ở mối quan hệ của Mỹ và châu Âu thì thực sự Trung Đông sẽ dần dần cái ảnh hưởng của của Nga và của Trung Quốc sẽ tăng lên rất nhiều. Xin được cảm ơn chuyên gia Lưu Văn Vinh về những chia sẻ đánh giá nhận định vừa rồi. Thưa chuyên gia và thưa quý vị, với vị trí địa chiến lược trọng yếu cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, Trung Đông từ lâu đã trở thành một trong những địa bàn xung đột và tranh giành ảnh hưởng nóng nhất trên thế giới. Sự xuất hiện của nhiều yếu tố mới trong thời gian qua đã tác động không nhỏ tới cục diện chính trị an ninh Trung Đông, báo hiệu một tương lai đầy bất ổn đối với khu vực được cho là phức tạp và khó lường nhất thế giới này. Chương trình bình luận quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi với chủ đề Những cuộc chiến định hình Trung Đông đến đây là kết thúc. Và trước khi kết thúc chương trình, biên tập viên Nga Vũ xin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những đánh giá khách quan nổi bật của chuyên gia trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Israel xuất hiện trên bàn cờ ở Trung Đông như là một cường quốc khu vực và có thể đè bẹp tất cả các lực lượng vũ trang của các nước Ả Rập liên kết lại. Trung Đông đang đứng trước những cơn bão và cuộc chiến ngày 7 tháng 10 năm 2023 đó là một cơn bão điển hình. Trung Đông trong thời gian trước mắt cũng chưa thể có những tín hiệu lạc quan về hòa bình và ổn định và vẫn có xung đột, vẫn có cạnh tranh,